Rồi tách nhẹ em Liberty làm một khung máy bên độ xem nào. Rồi em làm là từ phần dơ đồ đầu lòng luôn nha. Em có làm luôn phần cái dàn ngoài ha. Rồi chào anh em Liberty 125, em review cho anh em tham khảo quá trình em làm máy với lại em dọn nhẹ dàn ngoài cho đẹp ha. Xe này thì nó bị tình trạng là bị chạy yếu, lì và bị kêu máy nha. Tại xe này xe nữ đi không có chăm sóc ha. Đó em làm full lại luôn. Em sẽ liệt kê đồ sơ qua để cho anh em Liberty tham khảo quá trình em làm máy nha. Đó. Qua nổ của em ha. Đó. Em chẻ máy này em làm phần dên nè. Đó, nguyên cái dàn đầu em làm lại chiếc xe combo full là nguyên cái dàn cam cò mới vô xe luôn ha. Đó, phần cái bộ dàn bộ nồi em làm lại bộ nồi ly của mình, bộ nồi phun thái em thay nguyên bộ chuông nè, nguyên cùng bố thái dây thì dây pano Nhật nha. Đó, BMDB pano Nhật của xe luôn và cặp nhôm nồi em đi Vinh Thái. Em xếp lại phần xăng lốp ngao, em sơn lại dàn nhám nè và lên lại dàn bóng mới ha. Dàn bóng là em đánh mới trong xe luôn, nó bao đẹp ha. Đó, em làm luôn phần đề nha, tại xe này dạng bị lên nó bị dính đề ha. Em thay lại full chủ xe combo full là phần dàn đề luôn. Đó, bây giờ máy nổ em đưa qua. Em dít nhẹ ra để cho anh em tham khảo phần máy nha. Máy em làm bao em bao lực nha. Đó ha, dít nhẹ lên ha. Quá sướng nha. Đó ha. Em luôn mạnh mẽ. Đó, dòng Liberty mà anh em chạy bị tình trạng bị chạy lì kêu thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên làm máy cho dòng Liberty chạy nhẹ xe bốc nha. Rồi, em chào anh em. Rồi, tách nhẹ em Liberty làm một khung máy bên độ xe Việt Nam. Rồi, em làm từ phần dơ đồ đầu lòng luôn nha. Em có làm luôn phần cái dàn ngoài ha. Em sơn nhẹ dàn ngoài cho xe cho nó đẹp ha. Dọn nhẹ lại đó, cho nó lịch sự và đẹp. Xe này xe của bà xã chạy cho nên là anh chồng anh đem tới em làm nha. Đó, làm kiểm tra phần điện đề đầy đủ nè. Đó là dọn phần dàn ngoài. Máy thì em làm là máy zin nha. Tại vì máy này quên thay nhớ nên là chuẩn bị này nó bị đứng máy nha. Đó, em làm một phương loại viên dàn máy luôn. Chạy bốc nhẹ xe ha. Đó, rất ok. Đó, test nhẹ vài đường để cho anh em cảm nhận dòng Liberty 25 ha. Quá giòn quá em ha. Đó, có mình làm của nồi Thái ha. Không giống bố, em thay nguyên bộ nồi trước nồi sau đem đi bố Vinh Thái luôn và Vinh Đô Nhật ha, rất bền ha. Làm xong sẽ viết hóa đơn, hóa đầy đủ cho anh em. Rồi, em cảm ơn anh trai Liberty rất nhiều. Em chào anh em nha.